Đó, anh em thấy chưa, cần cần 15k câu hụt bóng năm luôn các bạn. Tưởng đâu cần nào của đấy, ai về đâu, cần xịt mà vẫn của ấp. Đó thì mình câu được, ngày hôm nay mình câu bằng cái cần cần câu chuyên nghiệp 15k thì tốn hết 15k vàng, lộn, 15k tiền sao để mà sửa cần câu các bạn. Bây giờ mình sẽ dừng lại nhé. Dừng lại mình sẽ đi đi vô bán cá rồi câu được những con cá gì và lời lãi bao nhiêu nha. Anh em kêu mình câu bằng cái cần câu xịn để mà câu được nhiều cá hiếm, mà không biết nó câu được mấy con cá hiếm đây, không biết câu có dính nhà táng hay cá voi sát thủ gì không thì mình chưa biết. Tí nữa đi lại thấy ông bán cá mình biết luôn nha. Với tôi là tôi cái pha hồi nãy là tôi tình cờ tôi thấy rồi tôi quay lại cho anh em xem thôi. Nó cần 15k, cần 15k câu đứt bóng năm mà. Không biết trong nãy giờ mình treo nó có dính thêm con cá nào không thì mình sẽ biết ngay sau đây. Hello anh bán cá. Ok, cần 15k nha anh em. Thì trong thời gian treo thì nó câu hết 15k tiền. Ok, đúng là ôi trời ơi luôn các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con thôi à. Có 6 con cá thôi. Thấy giờ ít hơn cần câu ít cá hiếm hơn cần câu gỗ nữa các bạn ơi. Đó, anh em thấy hậu quả chưa? Ok, mình sẽ bán hết nha. Không biết lời lời không hay lỗ nữa nè. 100 con kiếm với mình nha anh em. 200 con, 200 con, 300 con, 400 con. Năm trăm con nè, 600 con, 600 con. Ok, 600 con. Còn bao nhiêu con ở này? Ơi, 688 con nha anh em. À, xin thưa với anh em là cần câu này câu như như shit luôn anh em ơi. Lời có 18k à, mà trong khi đó không có con nào mà không có con nào là có voi sát thủ hoặc là ngồi nhà táng cả. Thậm chí thì câu còn thua cần 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 câu gỗ đó các bạn. Câu ít hơn, ít cá hiếm hơn nữa. Cần gỗ mình câu được 8 con lận. Lời ít nhất là 25k. Mà bên cái thuyền nâu là mình lời 30k luôn ấy. Vậy là cái cần này bỏ qua bên nha anh em. Anh em cày cái câu cá hiếm hoặc là cày tiền thì bỏ cần câu này qua bên nha. Nói trước anh em á, giờ mình sẽ mua cần câu tiếp theo, mình mua cần câu khác để mình mà mình test cho anh em. Ôi nhầm, giờ mình sẽ câu cần câu gì đây? Câu không chuyên nha anh em. Thì nghe nói dạo này cần câu không chuyên nó xịn lắm đúng không? Nó nhân phẩm lắm các bạn. Ok, mình sẽ treo cần câu không chuyên cho anh em nha. Mua luôn nè. Rồi dứt luôn cần này. Thì để cho công bằng hơn thì mình sẽ treo ở thuyền vàng nha anh em. Công bằng với cho mấy cái cần kia thì mình sẽ treo ở thuyền vàng thôi cho nó. Ok con dê. Ok. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Anh em nào mà chưa biết cách auto câu cá như mình á thì có thể là vô kênh của mình bấm vào cái video đầu tiên nha, mình có ghim cái video đầu tiên hướng dẫn anh em á. Thì cũng rất là dễ dàng thôi chứ không có khó đâu. Ôi da. Đấy, mình sẽ đứng ở đây mình cầu. Ồ quên nữa bạn. Hết lượt câu rồi. Ơi. Thì ngày mai nha. Ngày mai nữa mình sẽ up cái mình sẽ câu bằng cần câu không chuyên. Mình quên là bữa nay mình mới bán cá xong thì hết lượt câu rồi anh em. Thì hẹn gặp anh em trong video lần sau nha. Lần sau mình sẽ câu bằng cần câu không chuyên ngay trong cái thuyền vàng này tiếp tục. Đấy, anh em nhớ đón xem nha. Bye bye anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nha. Bye bye mọi người.